Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Bá Tùng. Thì trong thời gian khoảng độ 3 4 ngày gần đây, mình liên tục nhận được những cái câu hỏi của anh em. Đó chính là anh em lên cam và bị vô hóa tài khoản quảng cáo, bị 273 rất là nhiều thì không hiểu lý do tại sao. Thì hôm nay mình xin làm một cái video để giải quyết cái vấn đề này cho anh em. Thì đầu tiên, đây là một cái con via mới này. Một con via chưa xác minh danh tính. Đấy, một con via trong chưa xác minh danh tính. Con này thuộc chắc cũng thuộc hàng via cổ. Mình mua nó là viên cổ thường là chưa xác minh danh tính và mình đây năm 2018 này. Đấy, thứ nhất, cái thứ hai là mình sẽ vào phần chất lượng tài khoản cho anh em xem. Thì cái con viên này là cái con viên mình mua gần như là nó mới nguyên, nó chỉ có cung cấp cho mình cái dữ liệu thôi và nó chưa xác minh danh tính. Đặc biệt là sau khoảng độ 1 2 ngày mình mua về đăng nhập vào thì gặp cái tình trạng đó chính là checkboy 802 à 828, tức là xác minh người dùng, xác minh danh tính người dùng của thằng Facebook. Thì con này mình đã tải một cái ảnh lên để cho nó trả về, thì hiện tại nó đã trả về. Thì cái video này mình sẽ làm bằng lên cam một con này luôn cho mọi người xem. Thì mình có share một cái fanpage về bệnh trĩ qua đây rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành chạy quảng cáo luôn thôi. Tiến hành chạy quảng cáo thì chúng ta sẽ vào mình cái video này mình sẽ làm về tài khoản quảng cáo cá nhân cho anh em. Đấy, còn BM thì mình sẽ có làm cái video sau. Ok, mình chấp nhận này. Đây là cái trình quản lý quảng cáo. Sau khi chúng ta vào trình quản lý quảng cáo thì mình cần tạo tạo luôn. Đấy, mình vào tin nhắn tiếp tục. Đấy, ok, một. Mình sẽ hướng dẫn anh em một cách làm. Không biết anh em có thấy ok không rồi. Ok, sau khi mình xóa này, xóa quảng cáo này. Đấy. Xóa quảng cáo mình chỉ còn phần chiến dịch và là nhóm thôi. Thì ở đây mình sẽ tiến hành target, thì ở đây mình để Việt Nam. Việt Nam. Rồi. Target độ tuổi mình sẽ để từ 30 tuổi trở lên. Giới tính full. Cái này thì mình sẽ loại trừ quản trị viên. Và clone 1-3 tháng và mình sẽ loại trừ luôn chỉ bệnh chỉ là phụ khoa. Được cái gì khó quá mình bỏ qua, tiếp tục vào trên cái phần vị trí quảng cáo thì mình sẽ chọn tất cả thiết bị và mình bỏ hết, mình chỉ để bảng tin Facebook thôi anh em. Đó, ok, sau khi xong mình ấn đăng thì đăng thì nó sẽ bắt cho chúng ta cái này, mình sẽ chọn về Việt Nam đồng. Đấy, mình tiếp tục ấn đăng tiếp. Ở đây mình có việc Philippines mọi người nhé. Sau đó mình sẽ tiến hành ép thẻ. Đấy. Đồng là mình sẽ chuyển về Việt Nam đồng này. Ép 5 lại xem nào. Rồi, nó đã chuyển về Việt Nam đồng 80.000 đồng tạm được, thì mình cứ ấn đăng thôi. Đấy, còn các bạn muốn đặt ngân sách khác thì các bạn đặt. Video này là cái video hướng dẫn cho nên mình không quan tâm đến phần ngân sách. Nghe vào tôi phần đọc thẻ, số thẻ. Ok, như vậy là đã thẻ xong và đăng cam. Đấy, cam đã lên. Đấy, mọi người nhìn nhé, chiến dịch đã lên này. F5 lại này, xem tài khoản quảng cáo có vấn đề gì không này.
Đấy, như vậy là tài khoản quảng cáo vẫn sống, và hình dung không? Tài khoản quảng cáo vẫn sống. Đấy, và mình sẽ vào cái phần cài đặt tài khoản quảng cáo. Cài đặt tài khoản quảng cáo đâu ra, sao không thấy vậy? Đây, cài đặt tài khoản quảng cáo, và chúng ta sẽ thấy rằng là cái thẻ đã add thành công. Đấy, cái thẻ đã add thành công rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ quay ra, chúng ta ấn chỉnh sửa, chọn một chiến dịch đã tạo ban đầu và chỉnh sửa, chọn một phần này, chúng ta sẽ chọn tạo quảng cáo. Rồi, mình ở đây mình sẽ chọn trang. Đấy, chọn trang. Và mình sẽ chọn bài viết có sẵn. Chọn bài viết. Mình sẽ chọn một cái đây, bài viết này, video. Tiếp tục. Và mình sẽ chọn nút là gửi tin nhắn. Sử dụng mẫu có sẵn rồi. Rồi, sau đó mình ấn đăng. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần hướng dẫn của mình dành cho anh em về cái phần tài khoản quảng cáo này. Và anh em thấy không? Tài khoản đã được xét duyệt, đang xét duyệt. Như vậy là chúng ta đã lên cam xong. Thì với một cái con video mới mua về hoàn toàn mới, không cần xác minh danh tính, thì chúng ta vẫn có thể lên được cam và chất lượng tài khoản quảng cáo anh em nhé, vẫn có thể lên được cam hoàn toàn mới. Đấy. Thì để đề phòng cái trường hợp nó bị đai, bị hạn chế. Đấy, cái này thì không tránh khỏi. Cái này không tránh khỏi, thì cái này bước đầu tiên là chúng ta đã lên được cam rồi. Thì nếu như có chết thì nó sẽ chết xác minh danh tính thôi. Đề phòng cái tài khoản bị xác minh danh tính và cái tài khoản quảng cáo vẫn sống, tức là con VIP bị xác minh danh tính này nhưng tài khoản quảng cáo vẫn sống, thì chúng ta nên xe chúng ta thêm một cái quản trị viên nữa vào đây. Đấy, thêm một quản trị viên nữa vào đây. Thì ở đây mình sẽ làm luôn cho anh em xem. Mình sẽ có một cái nick Facebook này, nick Facebook gọi là Facebook cầm. Facebook cầm thì đầu tiên mình sẽ phải lấy link Facebook, facebook.com. Facebook cầm, và mình sẽ add bạn, add friend với nó. Thêm bạn này, được chưa? Rồi, sau đây mình xác nhận này. Xác nhận xong thì mình F5 lại để mình thêm vào. Như vậy là kể cả nó có bị xác minh danh tính đi nữa thì cái tài khoản đấy mình vẫn có quyền quản trị, và đặc biệt là đây, cho quyền quản trị viên và xác nhận. Kể cả nó bị xác minh danh tính đi chăng nữa, đúng không? Vào phần chất lượng tài khoản sau một vài tơ nữa, sau một vài tơ có thể là xác minh danh tính hoặc không xác minh danh tính. Còn video này sẽ có phần 2. Nếu như sau 1 đến 2 ngày không xác minh danh tính thì mình sẽ làm tiếp phần 2 cho các bạn xem. Và nếu nó có xác minh danh tính đi nữa thì mình cũng làm tiếp phần 2 về việc xác minh danh tính cho các bạn. Đó. Như vậy là đã xong thực hành một video lên cam, và chúc anh em có thể là lên cam thành công. Anh em lên cam thành công và tránh cái tình trạng mà chết tài khoản quá nhiều. Đấy. Cái video này mình sẽ làm, mình làm trên máy tính thật của mình. Trên máy tính thật của mình luôn. Một con video mới mua về luôn, mình chỉ login vào và chạy quảng cáo luôn, share page chạy quảng cáo luôn. Các bạn, và mình lời khuyên google.net, các bạn trước khi lên cao các bạn check qua cho mình cái IP. Nếu như IP ở đây nó có nhiều thứ, ví dụ như máy thật của mình nó là cái IP mình vừa mới đổi, trước mình dùng mạng Viettel, bây giờ mình đổi sang mạng VNPT. Đấy, VNPT thì nó rất là đẹp, rất là sạch. Thì mình lên cam không có vấn đề gì cả. Không có vấn đề gì cả. Và cách lên cam này hiện tại mình đã áp dụng. Thực ra là mình thấy mọi người kêu nhiều quá thì mình có thử. Thì đối với những con VIP mà mới tinh như thế này, tức là cái con VIP mà mọi người chưa qua xử lý và mọi người không có các cái bước xử lý, thì mình đã test bằng cái cách làm cũ của mọi người, thì gặp cái trường hợp giống như mọi người, đó chính là đai 2,3 rất là nhiều, đúng không nhỉ? Nhưng sau đó mình đã thay đổi cách làm một chút để cho nó không bị đai nữa. Thì đó là cái cách làm như vừa rồi mình hướng dẫn, anh em có thể là hoàn toàn tin tưởng và áp dụng thành công. Đấy, với cái tài khoản quảng cáo cá nhân của chính con view mua về nhá anh em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Những anh em nào lưu ý, những anh em nào mới mua view về không biết xử lý view, không có quy trình xử lý view, thì hãy áp dụng cái cách này của mình để tránh trường hợp bị chết quá nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.